Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày. Những ngày gần đây thì dư luận vô cùng xôn xao và bức xúc trước sự việc ông xã kém 10 tuổi của nữ ca sĩ Thu Thủy bị phan tố là có hành vi bạo hành con riêng của nữ ca sĩ. Và mới đây thì cả hai vợ chồng nữ ca sĩ cũng đã lên tiếng giải thích về sự việc. Thu Thủy là một nữ ca sĩ luôn kín tiếng trong đời tư của mình. Cô từng được mọi người ngưỡng mộ vì mối tình từ năm 18 tuổi. Trong lúc sự nghiệp đang có cơ hội thăng tiến, Thu Thủy đã quyết định lên xe hoa với mối tình 13 năm của mình. Tuy nhiên, sau 3 năm kết hôn, cô thừa nhận rằng đã không thể giữ nổi trái tim của chồng. Hai người cũng không thể cùng nhau chia sẻ về mọi điều khó khăn trong cuộc sống nên đã dẫn đến quyết định ly hôn. Không lâu sau đó, Thu Thủy khiến dư luận bất ngờ khi mà công khai mối quan hệ với Kim Nguyễn, bạn trai mới kém cô 10 tuổi. Đặc biệt hơn, tối ngày 19 tháng 6, anh chàng đã quỳ gối cầu hôn trước sự chứng kiến của con trai nữ ca sĩ và bạn bè. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thu Thủy chia sẻ đã tìm được người đàn ông yêu thương, sẵn sàng chăm sóc cô và con trai. Cả hai đã tổ chức đám cưới vào ngày 4 tháng 7 tại Đà Lạt. Tuy nhiên thì mới đây, cư dân mạng lại lên tiếng tố người chồng kém tuổi của nữ ca sĩ đối xử không tốt với bé Henry, con trai riêng của Thu Thủy. Cụ thể là cư dân mạng đã vô tình bắt gặp hình ảnh chồng của Thu Thủy đã lén bóp cầu tay bé Henry dưới bàn trong phần livestream của nữ ca sĩ Thu Thủy ngày hôm qua, mùng 4 tháng 8 năm 2019. Có thể thấy bé liên tục nhăn mặt kêu đau, còn Thu Thủy thì dỗ dành, xoa tay để con quên đi không nhắc đến nữa. Ngay sau khi chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngay lập tức, rất đông cư dân mạng đã kéo nhau vào Facebook của Thu Thủy lẫn Kim Nguyễn để chỉ trích. Trong khi Kim Nguyễn bị mắng vì cố tình dọa nạt, làm đau cậu bé thì Thu Thủy lại bị chỉ trích vì làm mẹ nhưng lại coi như không chuyện con mình bị chồng đối xử tệ. Trước làn sóng phẫn nộ dữ dội, mới đây Kim Nguyễn đã chính thức có phản hồi trên trang cá nhân về sự việc. Chồng của Thu Thủy khẳng định mình không véo tay bé Henry như mọi người suy đoán mà chỉ cầm tay để bé giữ bình tĩnh lại. Vì tính cách Henry ăn đồ ngọt và uống ngọt vào nhiều thì sẽ bị rất năng động nên không kiềm chế được hành động của mình. Tuy nhiên, lúc Kim kéo tay con thì lỡ trúng vào cạnh bàn bên dưới khiến con đau. Điều này là lỗi của Kim hoàn toàn vì không quan sát kỹ cạnh bàn. Kim biết mọi người đều lo lắng cho Henry, rất cảm ơn mọi người vì đều thương Henry. Ngoài ra thì anh còn cho biết, nếu bản thân không yêu thương Henry hay đối xử tệ với cậu bé thì chắc chắn không bao giờ nhận được những cái ôm hay hôn má thân mật như mọi người thường thấy. Còn về phía Thu Thủy, sau nhiều ngày im lặng bị cộng đồng mạng ném đá kịch liệt thì mới đây cô cũng đã lên tiếng chia sẻ về sự việc. Không chỉ một mực bênh vực chồng, Thu Thủy còn cho rằng con trai mình là đứa năng động, không bao giờ chịu ngồi yên nên mới phải làm vậy. Bà Kim có kéo tay con xuống để nhắc Henry ngồi im lại, nhưng do chúng cái đế của cái thành bàn bị đỏ một xíu, Henry ở nhà thương bà Kim lắm, hay nhõng nhẽo nên mới nhõng nhẽo như vậy. Thủy biết mọi người thương Henry, Thủy là người mẹ độc thân đứt ruột đẻ con mình ra nuôi con mình suốt 4 năm qua. Thủy đủ lớn để nhận biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt cho con mình và bản thân mình. Lần này bà Kim sai thật rồi. Ba và mẹ xin lỗi con trai Henry thật nhiều vì đã để cho con phải xảy ra tình huống trớ trêu này. Ba mẹ thật sự hối lỗi và rất đau lòng vì để những chuyện như này xảy ra với con. Trong suốt 2 năm qua, ba mẹ đã bên cạnh nuôi dạy con, cùng con nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, những cái bánh con đút cho ba mẹ trong ngày cưới, nụ cười tươi, ánh mắt hạnh phúc mà con có được là giả tạo à. Một lần nữa, Thủy và Kim xin lỗi mọi người rất nhiều. Dù đã phân trần và nhận sai vì hành động của mình nhưng vợ chồng Thu Thủy vẫn không nhận được sự cảm thông từ cộng đồng mạng. Chưa kể nhiều người còn cho rằng lời giải thích và đổ lỗi cho chiếc cạnh bàn của hai người hoàn toàn không thuyết phục. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share, subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.